Giới thiệu với anh em một em chim họa mim chưa lột lông rừng các bác nhá. Em này thì chim khoảng tầm 6-7 tháng lồng rồi anh em ạ. Đấy, thuần khoảng tầm 70% các bác nhá. Bóng bộ đẹp, dáng rất đẹp, người dáng ngũ trường luôn anh em ơi. Con này cực mau mỏ luôn anh em ạ. Quay đầu mặt cho anh em xem nhé. Không cật lỗ nhỏ anh em nhé. Mặt xanh này, họa nét, anh em về chăm thêm anh em nhé. Chân này coi, chân tay móng gối đầy đủ hết, không lỗi gì anh em nhé. Đầu mặt đây, luôn này. Đang ở đây sao?
Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác hôm nay em lên các bác em họa mi tam hoàng các bác nhá. Bóng bộ đẹp, dáng dấp ok các bác nhá. Em này thì chim mới thuần khoảng 80% thôi các bác, nhưng mà được cái bóng bộ rất là đẹp luôn. Bộ tam hoàng các bác nhá. Họa nét giọng hay, chim già rừng anh em nhá. Đấy, anh em có thể thấy con chim đang chơi rất là tốt anh em nhá. Giọng phê anh em ơi. Em quay cho anh em xem cái đầu mặt của nó nhé các bác nhé. Đây đầu mặt nó đây anh em ơi. Thời tiết ở ngoài em đang hơi bị mưa anh em nhé, nên là clip nó hơi xỉn xỉn một tí anh em ạ. Mỏ rất là vàng luôn anh em ơi. Đấy, mỏ cực kỳ là vàng anh em nhé. Đấy, mỏ vàng họa nét anh em nhé. Và đây là chân nó đây anh em ơi. Chân cũng vàng anh em nhé. Đấy. Chim rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó. Bộ rất là đẹp các bạn ạ. Anh em thấy chú chim này mỏ có đều không các bác? Con chim này nó vẫn còn hơi nhảy nhá. Anh em nào mới chơi thì có thể là không mua, hoặc anh em nào nóng tính thì có thể là không mua nhé các bác nhé. Còn anh em nào có kỹ thuật nuôi thì chú chim này quá ok luôn anh em ạ. Bởi bóng bộ đầu mặt con chim này rất là đẹp các bác nhá.
Đây các bác nhá, tiếp theo em lên cho các bác của em họa mi này. Em thanh lý cho anh em nhé các bác nhá. Em họa mi này xòe rất là vip luôn. Nhưng mà hôm em bắt về không may em bị em để lồng dưới đất cái con chuột nó vào. Nó đuổi con chim nên là cái móng chân này nó hơi đơ một chút này anh em này. Đấy, nó hơi đơ một chút và con chim nó bị mất lửa nhá. Nuôi mãi nhá, thì nó lên lửa như này rồi. Bây giờ thì nói chung em về rất nhiều chim nên là em thanh lý cho anh em. Con này thì em bảo hành cho anh em xòe vip luôn anh em nhá. Đấy, hôm đấy nó bị chuột đuổi ấy, nó tụt hết lông đuôi anh em ạ. Bây giờ lông đuôi nó mới ra như này. Trước đây em bắt nó con xòe cực kỳ vip anh em nhá. Đấy. Con này thì chi nó vẫn còn yếu anh em, về anh em chăm thêm anh em nhá. Nhiều bộ to như con khiếu luôn anh em ạ. Ngón chân này hơi đơ một chút này anh em này, ngón chân bên này này. Đấy, ngón giữa nha anh em, ngón giữa chân này này. Đấy. Đấy đuôi xòe này anh em này. Anh em về thả AV con này chấm hết luôn anh em nhá. Đấy, em đang xì mồm nó hót anh em ạ, còn chưa phải thuần 100% luôn anh em nhá. Đuôi nó chưa đều anh em này. Đi con chuột nó đuổi anh em ạ. Bực thế mới được. Anh em về anh em phải chăm thêm nhé anh em nhé. Con này. Đấy, em xì trên mái. Rồi các bác nhá, em xin phép là dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em những clip sau nhá. Con này thì nó chơi rất là ok luôn anh em ạ. Bây giờ bye bye tất cả anh em nhá.